tại vì lúc đó ảnh quan tâm lắm, ảnh đồ ăn đồ uống rồi nói chung em không có cần đụng tới luôn, ảnh cứ đút mình ăn lia lịa vậy vậy đó. Em cho anh hùng cái dạ, cái thấy không trả lời gì hết cái đè hùng luôn. Bọn em có phản ứng không? Dạ chịu luôn anh. Chịu luôn đó. Trước khi về bệnh quá trời bệnh luôn, chạy bệnh ăn uống không được luôn á, sốt siêu vi á, tự nhiên ảnh về chăm sóc có bữa đó là hết bệnh luôn. Vợ chồng em vừa cưới nhau xong á thì là hay tin là vợ em có thai, nhưng mà khi mà đi khám được tới có 8 tuần thôi thì bác sĩ báo là không có tìm thai, bắt buộc phải bỏ. Khoảng 6 tháng sau thì lại bị thai ngoài nữa. Thì làm đó là vợ chồng em rất là đau khổ. Có tình vui tới chưa kịp vui hết thì lại xảy ra chuyện buồn. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận, em tên là Nguyễn Hoàng Nhân, năm nay 28 tuổi. Quê em là ở Đồng Nai, hiện làm việc và sinh sống tại Bình Dương. 28 tuổi. Dạ. Người đàn ông không tuổi hay sao vậy? Làm tôi tưởng 21 tuổi á. Dạ. Trời đất ơi, cái gì mà trẻ dữ vậy hả? Cái thực đơn là gì vậy? Thì cũng ăn cơm uống nước bình thường hả chị? Ăn cơm có gì lạ lạ nhớ chị anh nghe, để anh ăn để anh giật tuổi anh lại. Đó. Dạ. Đó. Công việc của Nhân là gì? Dạ em làm kế toán kho. Còn em? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thận và tất cả quý khán giả có trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích, hôm nay em 25 tuổi, công việc hiện tại của em là kế toán. Đừng bây giờ tính tiền quá hai vợ chồng này. Tính không lại luôn. Kế toán rồi đó. Dạ. Dạ em tính dữ lắm anh. Tính không lại. Hai em gặp nhau ở đâu? Ấn tượng của nhau là gì? Vợ chồng em thì quen nhau qua mạng xã hội. Lúc đó thì em đi nghĩa vụ, thì có nói chuyện nhắn tin qua lại với nhau khoảng tháng. Thì thấy cảm thấy mến mến vợ em á. Hẹn gặp nhau trong quân ngũ thì không có được đi ra ngoài thoải mái, phải hẹn vợ em vào trong quân ngũ. Kỳ đó là chắc còn nít hơn bây giờ nữa đúng không? Đúng rồi chị, hồi lúc đó không phải được. Em ốm lắm. Mà cắt tóc 3 phân nữa, nhìn mắc cười lắm, mặt thì dài, hiền, dễ thương. Còn dạ. Bạn này sao, lúc mà gặp bạn gái thì lúc thích liền không? Gặp vợ em thì thấy cũng bất ngờ lắm chị. Trong suy nghĩ của em cứ nghĩ là một người đẹp và cao, nhưng mà khi gặp thì thấy rất là nhỏ nhắn và xinh xắn, với lại nói chuyện thì rất là dễ thương, hoạt bát. Thích không? Có thích không? Dạ có. Là thích luôn. Dạ. Coi như cảm giác đầu tiên hai đứa là thích nhau hết. Đó. Rồi bao lâu thì em mới tỏ tình với? Dạ thì lúc đó gặp về là tối đó là nhắn tin tỏ tình luôn anh. Em nhắn là thì lần đầu tiên gặp mặt thì anh có thích em, cảm thấy thích em đó, thì em có thể làm bạn gái của anh được không? Trời ơi! Em sao? Em có trả lời lại ừ không? Đâu có ừ liền đâu. Em nói chắc không biết có đàng hoàng không. Hai tuần sau thì em có đi công tác mấy ngoài bên ngoài á, bảo vệ khách sạn á. Thì lúc đó thì vợ em đi học về á, cái nhắn tin hẹn gặp nhau. Xong rồi hai đứa gặp nhau nói chuyện, xong rồi lần đó mới đồng ý. Là đồng ý luôn đó phải không? Dạ tại vì lúc đó ảnh quan tâm lắm. Ảnh đồ ăn đồ uống rồi nói chung này không có cần đụng tới luôn, ảnh cứ đút mình ăn lia lịa vậy á. Vậy đó hả? Vừa chăm sóc mà vừa rung á, anh tay rung vậy nè. Đút mà rung dạ. Rớt đồ ăn ra luôn dạ. Đó hả? Dạ đúng rồi. Mới quen lần đầu không biết sao mà mới thấy mình mới bước tới cổng kêu thị tự nhiên bay lại nắm tay mình luôn. Rồi em có giật lại không? Dạ không. Trong tuần đó thì khoảng 2 ngày sau á, ngồi uống cà phê thì ngồi uống một hơi cái bắt đầu em mới xin em cho anh hôn cái. Dạ cái thấy không trả lời gì hết cái đè hôn luôn. Bọn em có phản ứng không? Dạ chịu luôn anh. Chịu luôn. Mà chứ hôn má đâu mà, đúng không? Hôn môi luôn anh. Trời ơi. Dạ, lúc đó là coi như là trong quán là giống như là không còn thấy không ai có người. Hết, chỉ có thấy người trước chỉ mặt còn mình hai người thôi. Với nhau thôi dạ. Đó. Dạ, đúng rồi. Đó là lần mà em được đi ra ngoài đúng không? Dạ, dạ. Rồi lại quay trở lại. Đi công tác được một tuần thì quay trở lại đơn vị. Mỗi lần mà hai đứa mà chia tay nhau để em trở vô doanh trại đó dạ. Thì là cái tâm trạng em sao? Sau khi yêu á thì có lần được giải phép á thì mà anh đi lên á trời khóc quá trời khóc luôn. Khóc không muốn cho anh đi á chị. Lúc mà em trong quân đội là em ở Sài Gòn hả? Dạ, ở Gò Giáo quân khu 7. Còn em là... Em học đại học tài chính marketing. Đi sát bên luôn rồi. Dạ, đúng rồi. Về thăm là về thăm đâu? Mình đi được 1 năm á, thì sẽ được 10 ngày phép về nhà. Em ở Đồng Nai. Em ở Bình Dương. Lần đó về phép á, thì lúc đó là vợ em cũng bị bệnh. Xong em phải qua nhà vợ em. Ở đó một đêm xong rồi mới xin phép mẹ vợ. Và cho vợ em về nhà. Lúc đó trước khi về bệnh quá trời bệnh luôn, chạy bệnh ăn uống không được luôn á, sốt siêu vi á, tự nhiên ảnh về chăm sóc có bữa đó là hết bệnh luôn. Bữa sau mới về quê Đồng Nai chơi luôn. À tức là về quê chồng luôn. Dạ, dạ là bữa đầu là ảnh về nhà em xong rồi. Ở quê chồng luôn cho tới cái ngày mà ảnh đi trở lại doanh trại. Dạ, đúng không chị? 10 ngày. 10 ngày.
Rồi ở đâu? Dạ, ở nhà em luôn. Ở nhà em. Ở nhà. Hỏi tiếp đi, ta trả lời. Ở nhà em mà, em ở phòng nào? Ở chung. Ở chung luôn anh. Chung nhà hay là chung phòng? Chung phòng. Dạ, mới đầu hai đứa tính là về cũng nói với mẹ em là về hai đứa ngủ riêng. Về cũng kể với mẹ là cũng ngủ riêng, nhưng mà thực chất xuống dưới ba mẹ chồng cho ngủ chung. Cái vậy đó. Cái vậy ngủ chung thì vậy là sao? Cái gì dạ, tới nó cũng phải tới luôn. Dạ, đúng, dạ, đúng rồi. Vậy lần đầu tiên luôn. Dạ là mấy đêm nhẹ. Mấy đêm vậy mới được chứ đâu phải được liền. Đó là lần đầu tiên hai đứa ở bên nhau rồi. Dạ. Ngủ chung giường. Rồi mới thực sự là được yêu nhau, được gần nhau, được đi chơi với nhau. Rồi nói chung là cả một cái 10 ngày trời được kế bên nhau. Dạ, bởi vậy lúc em đi vợ em khóc là đúng dạ, rồi. Dạ không đúng quá rồi. Trời, đâu cho em đi rồi. Rồi sau đó thì như thế nào? Dạ, bao lâu thì em mới đám cưới? Khi vừa ra ngủ thì tụi em đám cưới luôn. Quen khoảng năm mấy, 2 năm là đám cưới á. Trong cái thời gian đó thì có những cái biến cố gì xảy ra? Cũng có, vợ chồng em vừa cưới nhau xong á thì là hay tin là vợ em có thai. Nhưng mà khi mà đi khám được tới có 8 tuần thôi thì bác sĩ báo là không có tim thai, bắt buộc phải bỏ. Thì lúc đó là biến cố đầu tiên. Xong rồi khoảng 6 tháng sau thì lại bị thai ngoài nữa. Thì sao? Là vợ chồng em rất là đau khổ. Có tin vui tới chưa kịp vui hết thì lại xảy ra chuyện buồn. Là cái chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Cách đây khoảng 1 năm rồi. Bị thai ngoài xong chắc cỡ chừng 4-5 tháng gì, cái đau ruột thừa, phải mổ nữa. Cho nên giờ vợ chồng em chưa có quyết định có thai nữa. Tức là trong 1 năm là có năm cái vợ em bị biến cố quá trời. Em có đi khám lại không? Dạ có, em cũng đang điều trị chị cho nó khỏe lại. Rồi bác sĩ cũng kêu thả, nhưng mà nói chung tâm lý cũng còn sợ lắm. Ra là vậy nè em, cái thai ngoài á thì là trước khi có bí ngô là chị bị thai ngoài, thì sau đó là chị vẫn có bí ngô bình thường. Dạ. Mà lúc đó là chị 42 tuổi, thì có nghĩa là nói như vậy để cho em yên tâm là em đừng có bị cái tâm lý đó. Dạ. Nó không có vấn đề gì hết. Bản thân vợ chồng anh cũng có trường hợp trước khi anh có đứa con đầu cũng gặp một cái trường hợp. Đó là không có tim thai. Dạ. Đó, không sao cả, cứ tự tin lên nha. Rồi ngoài những cái biến cố đó ra thì về kinh tế hai vợ chồng có khó khăn gì không? Dạ cũng có. Cưới nhau thì vợ em đi làm bị mất xe nữa, mất xe máy. Là sau khi cưới hả? Dạ. Hai chồng lúc đó quảng loạn luôn, không biết sao luôn. Thật sự trời thử lòng hai đứa hay sao á? Dạ, vượt qua này. Được những cái này rồi là sẽ qua cơn bị cực tới thời. Dạ. Đúng rồi. Rồi. Không sao cả. Sao hết. Tức là tụi em cưới nhau được hai năm, vừa tròn 2 năm luôn. Dạ. Hướng về phía trước nha. Dạ. Rồi bây giờ anh hỏi nè. Dạ. Về ở với nhau rồi có tật xấu gì lòi ra? Dạ có anh, giờ em tật xấu cũng nhiều lắm. Đi làm về á là lề mề. Dạ, cái về là quăng đồ đó, cái là nằm bấm điện thoại chờ em mà kêu đi làm gì á, bắt đầu mò lò mò rồi dậy đi làm bừa bộn nữa. Vô mà nấu ăn á là cứ nấu đằng trước thì em đằng sau phải đi dọn. Nấu đâu là quăng đó, không có ngăn nắp gì hết. Có người dọn thì phải để cho người ta dọn. Chơi dơ nữa anh. Chơi dơ sao đâu. Mấy mũi á, mấy mũi xong thì chạy lại chét vô người em á. Cái đó lâu lâu cũng dễ thương mà. Chỉ có cái gọi là làm việc không kế hoạch mà về mà quăng đồ mà bấm điện thoại liền không được. Sao? Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Cái nữa là ngủ hay lấn em lột cũng niệm lắm. Lấn, đó ngủ lấn á phải không? Dạ, đúng. Chung thì có mấy tật xấu đó. Vậy hả? Dạ. Còn em, chồng em có tật gì không? Chồng em cũng đâu có chơi dơ dừa đâu. Đi làm về cái chân, em nói là chân chồng hôi quá vậy, sao hôi quá vậy, cái là đưa cái chân vô mặt em liền. Nè, hôi đâu hôi, chồng thấy thơm mà. Chơi dơ dừa hai đứa cũng vừa lắm, quề đi quề cái vụ chi chét với cái vụ mà ngửi dớ đi. Rồi còn gì nữa? Hồi mới quen cái ở trong quân đội mà mua quà mua đồ được cho em luôn á. Mới cưới xong nhiều mà lễ rồi quên hết luôn, không nhớ gì hết. Tật hay quên, vợ nói tới sinh nhật vợ nha, nhớ tặng sợi dây chuyền đó cho vợ nha. Vợ đi về cầm cái bánh kem vô, đó anh chị biết tặng gì không? Gì? Chai xà bông Lifebuoy á. Còn khuyến mãi thêm chai nước rửa tay nữa. Kinh tế nhà ai là người giữ?
Dạ, em giận. Em giữ. Bởi vì ổng đâu có tiền đâu mà ổng tặng. Bà đòi sợi dây chuyền. Ờ, mà ta kinh đòi tế thì bà giữ. Kinh tế bà giữ. Bây giờ ổng mà mua sợi dây chuyền chắc chắn câu đầu tiên bà hỏi tiền đâu có. À, vậy đó. Ừ, mà dù gì ta cũng còn cái thành ý ta tặng chai xà bông. Bất ngờ. Tấm lòng của em. Bất ngờ là được rồi. Đúng rồi. Bây giờ em mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là đừng có lề mề nó bừa bộn, khi làm về thì làm công việc xong đi rồi không muốn làm gì thì làm. Ừ. Vợ làm được không? Dạ làm được. Ủa mà nhà mình đâu có gì làm đâu chồng. Chồng làm hết rồi thì vợ bấm điện thoại thôi. Dễ thương không? Chồng em là số 1 luôn á. Chồng làm ghi kỵ như là mình nhõng nhẽo vậy á. Làm biến luôn á. Hồi đó làm xuyên nhiều, giờ cưới chồng về là làm biến nhiều luôn. Chừng nói tại chồng mà giờ mới làm biến vậy. Dạ, đúng rồi, thương vợ. Thương vợ. Dạ. Thương vợ gì, có mong muốn chồng thay đổi gì không? Dạ thì em chỉ mong muốn là chồng lâu lâu lãng mạn với vợ xíu nữa. Dễ thương quá. Ừ. Ừ. Thôi, nói chung vậy nè, riêng với tụi em á thì giờ tụi em cố gắng ha. Nhất là bé, bé đừng có áp lực gì cái chuyện đúng đó vậy. Nữa. Mình áp lực cái tự nhiên nó cứ vận vô, nó làm cho mình bị sợ hãi. Dạ. Cái tự nhiên nó thành thiệt, không có cái gì hết trơn á. Chúng ta phải hướng về tương lai, hướng về các thiên thần của chúng ta. Đấy chưa? Chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc nha. Làm ăn phát tài, năm sau có nhà mới, và đặc biệt bác sĩ báo tin vui, và cuối năm có một thiên thần tuyệt vời xuất hiện trong gia đình các em. Em là Nguyễn Anh Tuấn. Em là đến từ Thái Bình nhưng mà hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Con em là Nguyễn Thị Đông, em 25 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán và em đến từ Huế. Trời ơi, em thấy không? Một người từ Huế, một người từ Thái Bình đó. Chà, Huế với Thái Bình mà gặp nhau Đà Nẵng. Dạ. Như vậy là Tuấn là vào Đà Nẵng là lâu chưa? Em vô được gần 3 năm. Thì là hai bạn từ Đà Nẵng bay vô đây à? Tụi em vừa bay vào tối qua. Trời. Tại hai vợ chồng quá cuồng chương trình. Bây giờ hỏi thật nè. Hai vợ chồng quá cuồng chương trình. Trước tiên thì rất là sung sướng khi mà nghe hai bạn nói cái câu là hai bạn cuồng chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Thì nhân đây thì Thượng cũng xin thay mặt cho tất cả những người làm chương trình Vợ Chồng Son xin cảm ơn hai bạn vì cái sự nhiệt tình của các bạn để mà ngày hôm nay chúng ta có dịp mà hội ngộ trên chương trình. Xin cảm ơn. Rồi, bây giờ hai bạn có thể kể cái cơ duyên mà gặp nhau như thế nào? Em là hai người ế, cho nên là quen nhau qua mạng xã hội Zalo. Lúc gặp anh này thì thấy anh bụng phệ là đúng cái gu của em rồi. Lúc anh nói chuyện, chia sẻ, em cảm nhận đây là người đàn ông của gia đình. Là tức là thích bếp núc, thích trẻ con, đó là em kết luôn. Thế là 3 ngày sau hai vợ chồng nhận nhau đi gặp bố mẹ vợ. Hai bạn quen nhau lâu chưa? Một ngày. Nói chuyện gặp nhau ngoài đời luôn. Dạ. 3 ngày sau là gặp ba mẹ vợ. Là đến gặp ba mẹ vợ. Ồ, nhanh thế luôn à. Thần tốc hả? Dạ. 10 ngày sau thì chồng em lại 1, 2, 3 nhất quyết là đòi cưới em cho được. Mà lý do sao mà em lại thích vợ em một cách cuồng si như vậy? Đầu tiên em gặp thì em thấy vợ em cũng dễ thương, mà em sợ quen thằng khác. Thế cho nên em phải chịu khổ. Em ôm về. Không đúng đâu chị, quen nhiều cô rồi mà bị đá hết trơn á. Nên thấy em dễ dãi quá nên úp sọ em. Rồi chỉ trong vòng có mấy ngày là các bạn là bắt đầu là dạm hỏi hay luôn chưa? Dạ không. Bố mẹ em nghĩ là hai đứa mới quen nhau mới để quen tìm hiểu cho kỳ. Dạ. Càng mà cái thời buổi yêu nhanh cưới vội cũng sợ, rồi chia tay gấp cũng sợ lắm. Thế là anh này nghe xong cực kỳ buồn. Nó là để avatar là đã chết rồi muốn đi một nơi xa lắm. Trời ơi. Thế là em tự sợ anh tự tử thật. Em mới viết tâm thư gửi cho bố mẹ em á. Chia tay anh này là không quen ai nữa. Rồi ở vậy làm gái ế rồi quả bom nổ chậm. Hại hùng quá cho cưới luôn à. Em cũng bảo vợ em bảo với bố, bố mà không đồng ý thì bố lên cầu Thuận Phước mà nhặt dép. Ghê gì đó hả trời. Em cũng nói đùa thôi. Chứ lúc đấy là em đang nằm ở nhà. Em xem TV cho vợ chồng Son. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về rồi thì bây giờ có những cái gì gọi là nó bất ngờ không? Nghĩa là vỡ mộng không? Em vỡ mộng là cái vợ em ghen. Hai vợ chồng ở phòng trọ, cái nhiệt độ cũng đã cao rồi. Mà anh chị nhìn thì hai vợ chồng thì người hơi nhỏ tí. Đêm mà đi ngủ mà em nằm xuống mà chưa được 5 giây mà không thấy ôm là lẫy. Kêu chồng nhớ đến cô nào rồi. Cho nên là không ôm vợ nữa, không yêu vợ nữa. Thế là em lại phải ôm. Mà em không ôm là khóc. Nóng quá mà bắt ôm. Dạ. Nó nóng mà cứ suốt là bắt em ôm. Đâu rồi. Trước khi đi ngủ là hôn một cái. Hôn một cái. Không hôn là lại bảo
chắc là cô nào nếu như Vũ. Dạ. Mà bây giờ cái đó vẫn còn tiếp diễn không? Dạ vẫn tiếp diễn ạ. Tối nào cũng thế ạ. Trước khi lên chương trình có ôm hôn cái không? Dạ, ở bên khách sạn thì có phải ôm. Dạ. Nhưng mà không hôn được bởi vì lúc mệt quá. Đã em chỉ có đưa tay ra cho gối tay em cái là ngủ luôn. Hơi á. Dạ lấy hơi đấy. Có máy lạnh mà. Có máy lạnh ngủ mới sướng ạ. Ừ. Dạ. Đó là một cái tính rất là đáng yêu của phụ nữ mà. Không như phải có lý do vợ mới ghen chứ. Đúng không em? Chắc là lý cái gì phải không? Trước đó là bồ bịch rất cực kỳ lăng nhăng. Không có nghĩa là sau khi cưới rồi. Dạ, sau còn... khi cưới thì em điều tra với tìm hiểu thì chưa thấy, chưa thấy biểu hiện gì. Nhưng mà trước khi đó thì lăng nhăng. Dạ, trước sao em biết? Dạ, mấy em chồng kệ. Mấy em chồng, chồng kệ. Thân với em lắm nên kệ em. Còn quản lý Facebook của em ở Facebook. Trong khi quen ấy, em đưa Facebook cho thì không có dùng. Nhưng mà đến khi cưới nhau về cái là lấy Facebook với mật khẩu luôn. Xem được những cái tin nhắn của em với người yêu cũ á, là bắt đầu là chặn cái Facebook của người yêu cũ. Ôi trời. Lấy lý do là sợ chồng nhớ đến người cũ là buồn. Cuối cùng cuồng ghen quá chặn luôn cả Facebook của đứa cháu luôn. Thế mà sao vậy? Thì hai cậu cháu nói chuyện tình cảm vui vẻ à. Thế là tưởng nói chuyện với người yêu cũ là chặn luôn vào. Cháu ruột đấy ạ. Rồi bây giờ là còn quản lý Facebook không? Dạ có ạ. Là bây giờ cái Facebook của em là đăng nhập ở trên máy của em luôn. Cứ em mà đăng nhập là vợ em biết. Em nhắn tin cho ai hay em làm bất kỳ cái gì là vợ em biết hết. Trời ơi. Rồi còn gì em nhau? Tính trẻ con. Rồi nhiều khi lấy những cái việc gọi là rất là vô cớ. Hai vợ chồng em bây giờ là đang muốn có em bé. Thế xong hôm ấy vợ em bảo là thôi hai vợ chồng đi khám đi. Nhưng tính em thì em ưa để râu. Cạo râu đi ra ngoài đường con gái theo. Ê, hôm ấy về bắt em cạo râu nhưng mà em không cạo. Em bảo em đi chơi. Vợ em đi một mình. Thế là bàn với em bé học sinh á, mua thuốc đỏ về bôi này, xong lấy cái kéo cắt ở đây là một khoảng này, xong về nhà nằm khóc. Bảo là vợ bị té xe. Ô em về mà em hối, em bảo là em đưa đi bệnh viện nhưng không chịu đi, em thuê taxi đi không chịu đi. Đến cuối cùng nửa đêm em tháo ra chả thấy sao lại làm hoảng. Diễn sâu quá rồi. Mà trong là sâu hết. Ủa nhưng mà tại sao làm vậy? Không, trước giờ là lúc nào cũng chiều chuộng nghe lời em lắm anh. Đó tự nhiên thấy sao vùng lên là không chiều theo ý em. Thế là em nghĩ phải làm gì đó để anh này thấy sai. Vợ em muốn nít chứ sợ luôn á. Rồi giờ em còn để râu không? Em có. Sao bữa nay không để râu? Lên chương trình. Hôm nay là đi lên truyền hình rồi. Lên truyền hình nên phải cạo râu. Dạ. Em chỉ có đi chơi em mới cạo. Chứ còn bình thường đi làm hay ở nhà em không cạo. Thế còn em? Ông xã em nãy giờ kể thật xấu em á. Dạ. Thì ông xã em có những thật xấu gì không? Yêu thì vợ nói gì ra là số 1. Nếu vợ sai thì xem lại số 1 là vợ luôn đúng. Về nhà thì đâu có thực thi điều đó đâu. Vợ nói gì cũng thường là xem vợ là trẻ con cho nên chẳng tôn trọng ý kiến vợ. Nhưng là bao nhiêu. Đó là vỡ mộng là cái điều đó đúng không? Đổi dạ. Trắng thay đen đúng không? Với lại là lúc trước là quen em thì lúc nào cũng gòn gàng rồi tươm tất rồi rau ria rồi sạch sẽ mà về nhà để ra em thấy dê dê thế nào. Trước em đang ế thì em phải gọn gàng, em phải đẹp đẽ, em phải mìm tán gái. Nhưng bây giờ em lấy vợ về em chung tình rồi thì em thì em phải cạo nữa. Đúng rồi. Chứ em cạo ra đường con gái lại nhìn vợ mẹ ghen lấy em càng chết. Lấy lý do để không cạo râu không? Thật ra có nhiều phụ nữ thích đàn ông để râu lắm em ơi. Dạ đúng rồi anh ạ. Nhưng mà em thích cạo râu là do em làm biếng hay là tại vì em thích cái mặt em? Em thích mặt em thế á. Đó là cái sở thích của chồng. Quan trọng vợ em không thích. Căng như bởi vì em đi thị trường nhiều. Thế đâm ra mình muốn để nhìn mặt mình nó già dặn thêm một chút đi thì sẽ khó bắt nạt mình hơn. À thì ra cũng có nguyên nhân. Hai bạn này kể chuyện xấu nhau đâu có thấy kể tật xấu gì đâu xấu. Mà cũng đâu có gì đâu vỡ mộng đâu trời. Toàn tật đáng yêu thôi à đúng không? Đó. Có phải là tụi em bây giờ đang mong có con đúng không? Dạ, vợ chồng em đang rất là mong có con. Có khi nào là vì quá mong mà cũng muốn gặp anh Thuận nên Thuận chúc cho tụi em để tụi em mau dạ. Có tin vui không? Tại vì ngộ lắm em dạ. Chúc ai là người đó dính á dạ. Thấy thiệt Mũ Thuận Còn chờ gì nữa không? Chúc không ta đi. Thôi bây giờ các em nói về cái mong muốn thay đổi các em đi rồi chúc anh sẽ chúc mừng hai đứa nha. Dạ. Rồi em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em muốn vợ em bớt trẻ con đi. Bớt cái quản lý cái vẻ ngoài của em đi. Em cũng chỉ mong thế thôi chứ em vậy không thôi. Mong gì hơn. Bởi vì đối với em, vợ em như vậy là gần như hoàn hảo.
Dạ. Thế còn em? Giờ vợ đi. Dạ, em mong muốn là anh có thể đừng nuôi chó được không? Có thể đừng nuôi chó được không? Đơn giản lắm. Chỉ cần có em bé là thế nào cũng bỏ con chó vô sọ. Đúng rồi, là tại vì cái lông của con chó rất là ảnh hưởng đến em bé. Dạ. Cái chuyện đó tức khắc. Thôi nói tóm lại là vậy, để bà Bụt nói trước đi rồi một chút luôn nha. Dạ. Thật ra là tụi em á, những cái điều mà tụi em nói về nhau á, theo chị hoàn toàn đó mới là tật xấu. Những cái rất là dễ thương. Dạ. Cái rất là dễ thương. Ví dụ ngay cả cái tính trẻ con của vợ cũng rất là dễ thương. Dạ. Nhưng đúng chỗ, đúng lúc. Dạ. Có nghĩa là không cần phải bỏ hết. Tại vì đôi khi vợ mình có một chút nhõng nhẽo, có một chút ấy, thì nó cũng lạ lẫm lắm em. Dạ. Nhưng mà vừa phải. Ví dụ như là tối nay trước khi đi ngủ nhõng nhẽo chút xíu vậy đó thì là đúng lúc. Thì là chồng sẽ thấy sự mà đáng yêu của vợ. Rồi cái vấn đề mà quản lý về ăn mặc, rồi là cái sở thích của chồng, thì theo chị em chỉ nên góp ý thôi. Còn cái chuyện chồng em sẽ tùy tình huống, tùy hoàn cảnh để mà chồng em tiếp thu những cái ý kiến đó. Còn chồng á, thì chị nghĩ rằng nếu mà vợ em cấn bầu một cái thôi là em phải thôi nuôi chó. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Vợ em có bầu em bỏ nuôi chó. Thấy chưa? Đó, đó thấy chưa? Ông Bụt đó, tới được ông Bụt đi. Trời ơi, bây giờ tự nhiên tôi bị tâm lý ghê. Thì thôi, nhưng đây cũng là một cái ngày mà chúng ta gặp nhau. Dạ. Nha. Thì anh Quốc Thuận xin chúc cho hai em mau sớm có tin vui. Dạ. Và một em bé khỏe mạnh, đáng yêu sẽ ra đời trong năm 2017. Dạ. Vâng, có gì hãy báo cho anh tin vui nghe. Dạ. Rồi. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Dạ. Cảm ơn em. Chắc phải có cái gì đặc biệt nè. Có một cái gì đặc biệt mà sợi dây liên đới nào đó từ kiếp trước tới kiếp này. Mới vô cái cụm đầu. Cụm đầu. Hay quá chị đó. Ơi. Mình phải khám phá rồi chị ạ. Thôi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì, em tên là Bá Thành, đến từ Tây Ninh. Năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho một công ty thực phẩm. À, có nghĩa là ở chỗ nào mà bán thực phẩm, bán đồ ăn rồi là KCS, em tới kiểm tra. KCS chất lượng về thực phẩm. Dạ. À. Ừ. Ê, đó giờ có gặp những cái tiệm nào mà bán đồ ăn mà kém chất lượng không em? Lúc đó mình sao, xử phạt hay không? Dạ không, cái này làm trong công ty chứ công không ty có làm trong công ty kiểm, dạ, kiểm hàng cho công ty. À, rồi ok. Rồi mời em. Em em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả. Em tên là Cẩm Tiên. Em hiện đang làm thủ kho cho một công ty tư nhân. À. Em có thấy sự liên đới chưa? Sao chị? Thành. Tiên. Thành Tiên. Đó, ai chồng này là ai chồng này chắc ở đâu tới nè, đúng không ạ? Đó, kiếp trước là cũng có dướng díu gì ở đâu trên trần gian, ở trên trển á. Đúng không? Dạ. Kiếp này á là xuống dưới trần gian gặp nhau. Dạ. Rồi á là có kiếp nữa là trở ngược lên á, thành đó, tiên mà. Tại vì bây giờ là thành nhân rồi nè. Ở nhưng mà tên là thành tiên. Tên nữa. Là thành tiên cho nên là cái kiếp thứ ba là lên trển nữa. Hay quá đó, chị bạn, hay quá chị Một ơi. Bạn hay không? Chị bạn giống như là chị biết trước hay sao á. Cảm như chị biết trước. Để coi coi hai người này phải gặp nhau trong rừng không nha. Rồi, ủa nhưng mà hai em nói là hai em ở đâu? Dạ. Hiện tại đang sống ở Tây Ninh. Tây Ninh mà. Nhiều khi gặp hoặc nhau là trên núi Tây Ninh. Trên núi. Rừng núi. Cũng có thể là rừng núi. Không, này cái này mình nói mình đoán, em đoán ra mà, đúng không? Nó có một cái gì đó tâm linh chút xíu. Có thể là hai bạn này ở đó là đi chùa. Đi chùa Bà Tây Ninh để xin một cái điều gì đó. Và hai bạn vô tình gặp nhau ở tại chùa Bà Tây Ninh và phải lòng nhau và quen nhau từ lúc đó. Quen trên núi. Đúng, đúng không? Dạ không. Rồi thôi em bỏ nghề đi. Mệt quá. Làm ông mụ thôi. Ừ. Đâu hai đứa quen nhau sao đâu, kể mọi người nghe đi cưng. Dạ lần đầu tiên thì tụi con gặp nhau là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hai vợ chồng cùng là sinh viên được nhận học bổng của quỹ, một quỹ học bổng. Thì gặp nhau ở đồng bằng. Chứ không phải là trên núi. Gặp nhau ở Sài Gòn. Hồ Chí Minh là đồng bằng. Đúng rồi. Nhưng mà hai người này có cái khác người là hai đứa đều được học bổng đó, ở một trường đại học. Phải sao mới được học bổng đó, phải giỏi đúng không? Rồi gặp nhau ở trong trường, là hai đứa cùng học ở trong trường mà gặp nhau đúng không? Dạ không, học khác trường. Khác trường. Thế thì của một quỹ học bổng ở ngoài chứ không phải của trường. Ừ, tức là nhưng mà là Tiên cũng được học bổng đúng không? Dạ. Dạ. Tức là cái quỹ học bổng đó cấp cho hai đứa nhưng mà hai đứa lại học hai trường khác nhau. Dạ. Cùng ở thành phố Hồ Chí Minh và gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cơ hội nào mà gặp nhau? Dạ, nhau tại vì tổ chức họ tổ chức họp mặt cho các sinh viên cùng được nhận tài trợ. Cùng được học bổng đúng không? Cái cơ duyên nó kỳ lắm. Rồi lúc đó là bắt đầu chạm mặt nhau. Dạ. Đúng không? Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà Tiên
nhìn thấy Thành Tiên có ấn tượng gì không? Dạ hồi đó tại trong cái đó cũng đông lắm anh, cho nên là em cũng không biết chồng ai, em là ai trong đó hết. Dạ tại hồi đó em làm ban đại diện á, cho nên là em chỉ lên chương trình em thuyết trình rồi thôi, còn chồng em ngồi ở dưới là chồng em biết em thôi, em không có biết chồng em. Dạ rồi giờ hỏi Thành nè. Đúng rồi, giờ Thành, là con bạn Tiên lên thuyết trình thì Thành thấy bạn Tiên dạ thấy bạn sao, có ấn tượng gì bạn không? Dạ lúc đó thì thấy vợ nó cũng thấy tròn dễ thương, đúng cái mẫu người mà em thích. Dạ ít người đàn ông nào thích vợ tròn lắm. Ông này thích vợ tròn, gặp đúng bà Tiên tròn là ưng. Bà Tiên luôn. Tròn do. Dạ. Ừ. Em thích luôn, em thích luôn đúng không? Mà bạn Tiên đâu có biết là em thích bạn đúng không? Tại vì chú dạ. Nhiều quá. Không, tại thấy cái mẫu người thích thôi chứ tại lúc đó chắc chứ cũng chưa có làm quen tìm hiểu gì. Tại sao dạ. Vậy? Tình trạng của em lúc đó là như thế nào? Độc thân hay là có người yêu rồi? Dạ, cái lúc đó hình như vẫn còn độc thân nhưng mà sau đó vẫn có người yêu. Rồi tới khoảng 4 năm sau thì mới liên lạc, mới gặp lại bạn, bạn vợ. À hiểu rồi, tức là cái lúc đó là gặp nhau thôi. Nhưng dạ. Mà 4 năm sau mới yêu. Mới yêu nhau à. Dạ. Còn Tiên thì không hề biết hả? Tiên có biết không? Dạ không, thôi chỉ có hẹn gặp mặt lần đầu tiên thì hai người gặp thì mới biết thôi. À. Dạ. Tức là cái lần gặp mặt đầu tiên của hai em dạ. Là cách nhau 4 năm. Dạ đúng. Có nghĩa lần đầu hai đứa coi như là gặp em này gặp em trên sân khấu. Dạ. Là trước đó dạ. Tính ra hai đứa rồi. Cũng gặp nhiều nhau nhau nhiều lắm á nhưng mà em không có biết bạn đó thôi. Để bà Tiên mới kể coi đâu chị Tiên kể coi. Dạ. Tại hồi đó là bên tổ chức đó là cũng tổ chức nhiều hoạt động á. À, nhưng mà chắc cũng gặp nhau nhiều lắm nhưng mà tại em không có biết chồng em tại hồi đó đông lắm. Dạ. Xong sao gặp cứ nói đi. Hồi đó sau 4 năm á thì hồi đó em chia tay người yêu. Chứ xong em nhắn tin, không biết hồi đó thì sao nhắn tin cho chồng em nữa, em cũng không biết nữa. Dạ, chứ chồng em kêu em là chồng em ít nói lắm. Chứ gặp em cũng đâu có nói nhiều đâu. Em cảm thấy chắc cũng không hợp đâu. Nhưng mà sau này kiểu như chia tay rồi chứ cũng buồn, cũng muốn có người dẫn đi chơi rồi á. Cho nên là hẹn chồng em. Hồi đó là em, hồi đó là ngày thứ bảy. Dạ, em về dưới nhà em chơi xong chủ nhật em lên. Mà hồi đó là chồng em ở dưới Tây Ninh rồi. Chứ chồng em kêu là bữa đó gặp mặt có được không? Em lỡ kêu được rồi. Mà em đi lên xe, em đi lên đây, em suy nghĩ là có nên gặp không? Tại vì cũng quen biết, thí dụ như mà lạ lạ thì mình gặp mình không thích, mình thích mình bỏ cũng được. Còn đằng này là chung một hội á. Dạ. Bỏ không được. Bỏ không được, kỳ lắm. Lỡ mà quen rồi bỏ là rất kỳ đúng không? Dạ kỳ lắm. Cho nên em mới gọi điện cho ảnh. Em hỏi anh đi tới đâu rồi? Anh kêu là anh đang đi tới Củ Chi rồi. Mà mình biết Tây Ninh với Củ Chi thì nó cũng xa. Bây giờ kêu người ta quay về thì cũng tội quá đúng không? Dạ. Cho nên là thôi đồng ý gặp luôn. Rồi khi mà dạ. Gặp nhau thì thấy thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường. Bình thường? Dạ bình thường luôn. Không có ấn tượng gì luôn? Dạ không có ấn tượng gì luôn. Còn bạn này thì sao? Bạn Thành thì sao? Lúc gặp bạn Tiên thì cảm xúc em sao? Em ấn tượng gì? Dạ tại lúc chưa gặp là cũng có liên lạc nói chuyện rồi, trước đó cũng hơn nửa tháng. Dạ nên là với cũng biết trước rồi tại có để ý vợ trước đó có nên là em gặp là em thấy thích vui. Bạn đúng dạ. Không em thích bạn Tiên đó nên khi em gặp rồi là em thích luôn đó đúng không? Dạ đúng. Không gì cản nổi đó đúng không? Dạ kiếp, nhưng kiếp trước có nợ kiếp trước có nợ thì đảm bảo em chắc đi vô hái đầu mà tiên bạn đó. bạn này hái tức là cái trái đào nó chưa có chín. Ở trên Tiên phủ á là chưa có chín cho nên hái không được mà ông ham đâu có ông ham ông hái ông mới bị đầy xuống hiểu chưa ông bị đầy xuống cho nên là bà đào bà rớt xuống rồi bà đâu có gắn ngược lên cây nữa rớt bà xuống bị đầy rồi. Xuống luôn rớt xuống luôn rớt xuống rồi coi như ông Thành này á là ông cứ đi kiếm đi tìm đi kiếm đi tìm đi kiếm chị nói giống như đúng đầu vậy đó cho nên bà Tiên mới đâu có ấn tượng gì mà ông này là ấn tượng 4 năm trước rồi 4 năm sau vẫn ấn tượng để rồi gặp là dính luôn ly kỳ quá ly kỳ cũng quá ly kỳ luôn rồi nhưng mà nè trong cái lúc mà gặp nhau vậy á là ảnh có nói chuyện nhiều không có cởi mở không hay là dạ, rụt rè ảnh kêu ảnh ít nói nhưng mà em thấy ảnh nói cũng nhiều á dạ đó. Rồi sau cái lần đó thì đúng bao rồi. Lâu mới yêu nhau sau lần đó là chính thức yêu nhau là bao lâu không tại trước đó là cũng có tỏ tình với vợ rồi vợ cũng đồng ý rồi nhưng mà dạ có nghĩa là trước khi gặp mặt là đã tỏ tình rồi dạ. Tỏ tình qua Facebook rồi luôn
Dạ. Đúng không? Mà vợ đồng ý rồi cho nên hôm đó mới gặp mặt đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà nãy bà mới xì ra kìa, bà nói không ấn tượng gì hết trơn. Dạ thế đó con cũng biết rồi. Biết luôn. Chắc là hiểu hoặc hay sao á. Ừ. Rồi sao rồi bao lâu thì mới bắt đầu cảm thấy là yêu yêu mến mến anh này? Dạ chắc cũng phải nửa năm hả chồng hả? Ừ. Không. 3 tháng à, dạ cái hồi nói chung là cái hồi mà em bị tai nạn á, bạn em chở em về mà bị té xe á, chứ xong em vô bệnh viện, chứ xong anh này mới từ Tây Ninh lên thành phố chăm sóc em, là lúc đó là em mới có cảm tình, em thấy ừ anh này hiền nè. Đó, cái lúc đó đó, tôi nói ông này nợ bà này, nợ đó, đi hái trái mà hái bậy á. Ta chưa chín mà ông hái đó. Đúng ra là cái trái đó mọc ở trển nó xum xuê đó. Nó tốt lắm mà xuống này. Đó. Thì á là trả lúc thôi. Đó bắt đầu em mới 3 tháng sau đúng không? Dạ. Là sau cái cú tai nạn đó thì bắt đầu em mới quý anh này, mới thương anh này. Ừ. Dạ. Đứa mới chính thức yêu nhau. Dạ. Tại đúng lúc không? Đó em cũng không có biết. Nói chung là em cũng không có hiểu rõ anh này, do đó không biết tính tình ảnh ra làm sao. Nhưng trong cái thời gian nằm viện á, ảnh chăm sóc em đâu á, thì em mới hiểu rõ được cái tính tình, thì lúc đó là mình mới xác định. Ừ, tính tình dạ. Lúc đó ảnh làm gì cho em? Săn sóc hả? Săn sóc kiểu gì? Đút cơm cho em ăn. Nấu đút cơm hả? Dạ. Tại hồi đó, em bị gãy tay này nè. Chứ rồi cơm đó là anh mua hay là anh tự nấu, anh đem lợi cho em? Dạ. Mua cho căng tin đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Rồi sau đó là chăm sóc suốt ở trong bệnh viện này, là có về nhà chăm sóc nữa không? Dạ chừng sau em về Đồng Nai thì lâu lâu anh cũng xuống anh thăm. Từng xuống dạ. Lần. À. Lần đó vốn liếng mất nhiều không? Dạ cũng nhiều. Nhiều đúng không? Dạ. Thấy chưa? Tôi nói là khẳng định bạn này nợ bạn này. Nhưng mà gì nè, cái duyên cái nợ là vậy đó. Không, như vậy nè, coi như là chăm sóc mà lúc đó, tại vì em đang là sinh viên hay là đã đi làm? Dạ lúc đó đã đi làm. Đã đi làm chắc tiền cũng không có nhiều đúng không? Dạ. Mà đi lên chăm sóc như vậy rồi ăn uống rồi ở người đâu rồi coi như là chi phí tất cả mọi thứ rồi. À lúc đó là vậy là em phải mướn khách sạn em ở để em chăm cho bạn này. Đúng, ở đúng trong bệnh viện luôn. Ở trong bệnh viện luôn. Dạ. Wow. Nhưng mà cái lúc mà cổ mà về nhà rồi á thì em đâu thế nào mà em qua nhà cổ mà em chăm sóc và em ngủ lại đó. À cái lúc đầu tiên lúc mà vợ mới bị tai nạn á nên là cứ nghĩ là cái lúc đó thì bị nhẹ thôi nên là vợ không có dám gọi cho má nhà biết nên là mà vợ ở phòng trọ cũng không có cho người lạ vô nên là mới dẫn vợ ra khách sạn để tiện chăm sóc. Mướn khách sạn để quá chăm sóc cho vợ. Dạ. Trời ơi, mà bao lâu? Dạ chắc khoảng 4-5 ngày. 4-5 ngày là cũng 4, tiền không? Bộn nha, một ngày là cũng 250. 4-5 ngày cũng 1,5 triệu đó, bạn giỡn nha. Chưa tiền ăn, tiền uống, đó. Tiền thuốc, tiền thang đúng chăm không? Chăm sóc ở trong khách sạn là lửa gần rơm luôn. Đúng không? Nó có bùng cháy không? Tiền. Cười kìa. Tiền. Đó. Lửa có trong khách sạn mà, chăm sóc quá mà. Lửa gần rơm rồi có bị cháy không? Dạ, nó bén một lần, thay lần lần thứ ba chứ nó bén luôn. Là bén luôn. Có bén không? Có cháy nổ trong khách sạn không? Đúng không? À, như vậy là trong đó luôn phải không em? Lần đầu tiên của ai là nội bộ trong 4-5 ngày đó là đã xảy ra cháy nổ đúng không? Dạ. Đúng không Thành? Dạ. Trước đó cũng có đi chung nhiều lần, tại đi vợ dắt vợ đi du lịch á, cũng ở chung nhưng mà không có bén. Chưa bén, dạ. Chưa cháy. Chưa có bén. Đúng dạ. Không? Ông gan thì tay người ta gãy mà ông muốn cho gãy thêm lần nữa đúng không? Như vậy là trước khi thành tiên là em đã thành công rồi. Đúng không? Rồi như vậy là gì? nhưng mà cái lúc đó là tay em đang đau mà đúng không? Dạ. Gãy mà đau gì? Gãy. Chà như vậy chắc cũng khó vất vả lắm mà đúng không? Dạ. Dạ. Cái lần bén nó chắc vất vả với em lắm đúng không? Dạ thì cũng hơi vất vả một xíu nhưng mà thích. Sao thích? Sao thích vậy? Tay chân ngay đơ gì có gì? Tay chân ngay đơ có cụ quậy gì được đâu? Tại có cảm giác mới. Nghĩ là cán cuốc luôn. Ủa nhưng mà cái lúc mà ảnh đòi ảnh gợi ý đó. Dạ. Em có từ chối không? Có, lần đầu tiên em từ chối. Lần đầu tiên em từ chối. Anh ơi, chối. Em đang bị thương mà sao? Đâu, đúng rồi. Để tiên kể. Đúng rồi. Từ đầu đến cuối chị nghe. Là ngày thứ nhất là đã gợi ý chưa? Không, cái vụ mà ấy á, đòi á, rồi em từ chối đó, rồi nó làm sao? Lần thứ nhất trong cái đêm đó luôn. Lần thứ nhất thì có đòi. Nhưng mà em từ chối, em kêu là tay tôi đau á, không có làm mạnh gì được đâu. Ngủ đi. Vậy là cũng đắp mình ngủ chị. Đắp mình ngủ. Xong ngủ được khoảng tầm 10 phút lại dậy nữa. Lại đòi nữa.
Dạ, yeah. Tới sáng luôn á. Sao nữa? Em hỏi quá, em nằm muốn làm gì là anh đi. Là đêm đầu tiên là lấy rồi. Dạ, yeah. Không. Cái đêm đầu tiên là ngủ bình thường, có đêm thứ hai ở trong khách sạn á. Là không cứ xào quần hoài á. Rồi đêm thứ hai là em mệt mỏi, em nói tôi muốn làm gì đó làm đi. Ok. Ừ. Cuối cùng mà thấy cũng thích, thấy được. Nên để luôn. Ờ để luôn. tài đau rồi kệ nó đúng không? Sao Thành? Cái cảm giác sao rồi? Dạ thích. Thích đúng không? Dạ. Thương rồi mà, cái đó là cái người mình thương mà. Tại vì không? Trước đó là hai đứa đã từng đi chung với nhau rồi, đúng không? Rồi, như vậy nè, bây giờ quay lại. Anh muốn quay lại cái kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa quen nhau đó. Hay lần đầu tiên mà ai là người tỏ tình trước? Vậy đó bên đây ta tỏ tình rồi mà. Nhưng mà ai là người nhưng mà em tỏ tình mà em có thể hiện không? Dạ, cái thời gian mà lúc mà em yêu bé Tiên á, dạ. Là em có sàm sỡ gì không? Ví dụ đi chơi ha, khoác ôm eo nữa, hay là hung, hay là nắm tay nắm chân gì á, là em có chủ động em làm việc đó không? Dạ có. Có luôn. Dạ. Mà lần đó là lần đầu tiên gặp hay là lần thứ mấy? Dạ lần đầu tiên. Ở đâu? Lần đầu tiên ở đâu? Dạ ở phố đi bộ. Rồi Tiên nghĩ sao trong người? Lần đầu tiên mà làm gì em? Ôm eo em. Rồi lúc đó em nghĩ sao? Em nghĩ chắc cũng không được đâu, không đàng hoàng lắm đâu. Dạ tại mới có lần đầu tiên à. Mà dạ. Ôm eo rồi. Dạ ôm eo là rồi. Đi bên đường đó phải không? Đi bên đường cái thọ tay qua ôm đúng không? Dạ đúng rồi, ôm mà còn kéo sát lại nữa. Kéo sát em lại luôn. Dạ chứ không phải ôm bình thường. Mà để vị trí này hay là có không, để vị trí này thôi. Để vị trí này thôi mà em đã nghĩ trong đầu lần này không được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có phản ứng không? Em có phản đối không? Ví dụ như gạt cái tay ra hoặc là né qua. Dạ không, sao hồi đó em cũng để yên luôn anh. Thì đó trời đất ơi, vậy bà cũng đâu được đâu. Duyên nợ rồi, không có trốn được đâu, không có chạy được. Cuối cùng cũng phải Thành Tiên. Không. Nếu như mà người khác đó là em đã ấy ra rồi mà sao? Không, cái dạ. Nợ cái nần rồi. Nhưng mà cái lúc đụng như vậy là lần đầu tiên đúng không? Dạ. Rồi sau đó cái nụ hôn đầu tiên đó thì là có làm luôn không? Hay là bữa khác? Dạ bữa khác. Bữa khác sau đó bao dạ. lâu? Sau cái vụ mà eo là bao lâu? Cũng trong đợt đó luôn thì khoảng mấy ngày. Mấy ngày sao? Thôi. Dạ. Cũng phố đi bộ luôn là sao? Dạ không, ở... hồ bơi. Chà, hai đứa đi. Vậy bơi là thành hả? Công rồi. Hôm nè, đầu tiên là ở phố đi bộ là đồng bằng. Rồi lần thứ hai á, là nụ hôn là dưới nước. Dưới nước. Đúng không? Là... rồi cái lần thứ ba là khách sạn. Khách sạn. Non cao biển rộng là có đủ hết. Trời, chị bàn sao hay quá chị một. Cái gì chị bàn cũng được chứ. Chị nói là thì sợ kiếp luôn trước, nha. Kiếp trước nha, rồi kiếp này gặp nhau rồi đó. Như thành, ứng. Thành người rồi đó. Nha. Có kiếp nữa là hai đứa là... ở trên trển là cũng vẫn ở chung chắc, nhau đó. Chắc hùng nhau ở trên cây đa, ở trên cung trăng đó, ha. Giỡn, rồi thôi bây giờ thôi. Như là tình cảm của hai đứa nó dễ thương quá đó, lấy nhau quá đúng. Đẹp à, lấy nhau được bao lâu khoảng ba tuần nữa là được 5 rưỡi đó. Ông chồng có, nhớ hết tới chưa? Có tin vui chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa đúng không? Dạ. Ủa mắt em có muốn tin vui liền không? Dạ muốn. Dạ, muốn đúng không? Rồi chút đi anh chút nghe. Dạ. Rồi tật xấu trước đi rồi chút anh Bin anh chút cho ông bói không được chứ mà ông gọi là ông chút là ngon ạ. Trời ơi mới đây nè mới một tuần nè. Cặp vợ chồng kia mới báo tin luôn. Trời anh ơi em chút một cái em dính liền luôn. Trời mà em nói em chút nó có đứa con gái không? Có đứa con gái. Ôi ông mụ luôn đó. Hay yên tâm đi báo tin. Nha. Dạ. Rồi tiếp nè, bây giờ dạ, nè tật xấu của ông Thành là gì Tiên? Dạ nhiều quá anh, em kể từ từ nha. Ngủ gáy anh, ngủ gáy dữ lắm. Rồi. Ngủ gáy có khi mà em quy định là ảnh không được ngủ trước. Anh ngủ trước là em sẽ đánh ảnh dậy để em ngủ, xong rồi ảnh ngủ, muốn ngủ thì ngủ. Dạ. Cái thứ hai nữa là giận vợ hay là giận chuyện gì cứ bỏ xe đi thôi. Dạ. Giận dỗi bỏ đi. Dạ bỏ đi mà không đem tiền, không đem theo điện thoại. Rồi không đem, nói chung là không đem theo một cái thứ gì liên lạc hết á. Dạ. Xong dạy không? Ông bỏ đi ngồi nhà, gọi nhà gọi dù có chuyện gì, dù vợ gọi thì sao được đây, đúng không? Dạ, tại tính đi ra ngoài xíu thôi, đặng cho vợ xả bớt, xuống, dạ, rồi mới quay lại. Giận dỗi hay bỏ nhà, bỏ điện thoại? Dạ. Bỏ tiền ở nhà luôn? Dạ, đúng rồi. Thế xong chừng về em hỏi đi đâu vậy, kêu đi về nhà má dưới Đồng Nai mà đi bộ. Rồi. Giận dỗi hơn. Đó. Dạ, em đó. Hỏi đi bộ chừng tàu tới, cơ 4-5 ngày cũng tới. À. Dạ. Nhưng mà thực ra là chắc không có về mà chắc ngủ đại ở công viên hay gì đó đúng không? Dạ. Có khi nào về xuống tới Đồng Nai thì không? Đi bộ thì không? Dạ không, không có đâu chị.
Dạ. Giả bộ ra ngoài thôi. Giả bộ. Giả bộ. Cái đá công viên nằm nghỉ ngơi đồ. Từ lúc quen cho đến lúc cưới, bây giờ ở chung với nhau thì có bao giờ mà ông giận dỗi mà ông đi tới mấy ngày liên tục không? Dạ không, không có đi mấy ngày đâu anh. Dạ, thí dụ đi khoảng tầm chắc tiếng rưỡi, hai tiếng à. Em đi kiếm chứ. Chắc ổng lang thang ngoài công viên á, chứ không có vô, không có ra la cà quán cà phê. Tại dạ, đâu có tiền rồi. Đâu uống cà phê. Đúng rồi, đúng. Đúng không? Dạ, đâu có tiền đâu. Dạ, cũng không có xe, cũng không đi đâu luôn, cứ đi bộ vậy. Rồi sao nữa, tật gì nữa nè? Hay sổ mặt lắm. Lâu lâu em giỡn cái gì á mà thí dụ như mà không vui hay là không được ý là ngồi sụ giống như em bé vậy đó. Anh không có suy nghĩ được cái lúc mà em sụ mặt, cái con mắt của em nó tệ tới cái nào luôn. Con mắt em vốn dĩ là nó đã sụp rồi, đúng không? Anh cũng thuộc dạng là mắt sụp nè em, nhưng mà em còn sụp hơn anh nữa. Những lúc em sụ thì không biết nó tệ tới cái nào luôn. Hồi đó mình muốn vui, mình muốn chọc ảnh, tự nhiên ảnh giận thì anh sụ mặt xuống với hết vui luôn. Chứ xong em cũng sụ theo luôn. Đấy, lúc đó chỉ giả bộ buồn thôi mà, cái tưởng thiệt mặt luôn. Mặt vốn dĩ cười đã dẫn buồn mặt rồi buồn thì quá. Đúng chi buồn. Đôi mắt thề cực quá. Đó. Đó. Rồi. Đó. Tiếp tục. Còn gì nữa không nè? Dạ. Thật xấu á. Thật xấu á. Thật xấu á. Dạ. Chưa nghĩ ra được nữa. Vậy mà nãy nói trời thật xấu cũng nhiều lắm. Thôi thực ra cũng đáng yêu mà. Chỉ có hay giận nè. Hay giận dỗi nè. Đó. Rồi giận thì hay bảo nhà đi nè. Đúng không? Đúng mà nó nghe nè. Hay nói chuyện cọc lóc với vợ nữa. Cọc lóc. Điện thoại đi chứ, nhiều khi đi ngoài công viên nhiều khi bị ma nữ bắt cái sao gọi điện với vợ được. Giận cũng đem điện thoại đi đi không? Đó, nghe rút kinh nghiệm lần sau giận được. Giận bỏ nhà đi được, tức là không phải lúc cãi nhau á. Mà ảnh bỏ nhà đi vậy cũng được, bỏ ra bước ra khỏi nhà để hai chồng khỏi gây lộn đó. Thì cái chiêu đó cũng được, nhưng mà phải cầm điện thoại theo. Để lỡ có gì á, vợ nó còn điện, ví dụ vợ ở nhà mà lỡ nó có đau bụng hay là này kia nọ nó điện, đúng không? Đúng không bà Tiên? Dạ. Đó. Rồi. Bây giờ tới ông Thành đó. Đó, ông Thành kể thật xấu của bà Tiên coi. Tự nhiên không nghĩ ra nữa vậy. Dạ, vợ thì có hay nóng tính, không có khó kiềm chế cảm xúc của mình. Dạ. Rồi, nóng tính. Dạ. Nóng nhất thì làm gì? Dạ chỉ la rồi chửi chồng thôi. Cái gì? Chửi chồng. Dạ. Chửi chồng chửi sao? Dạ bình thường con cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ hả? Dạ. Có chửi gì? Có mày tao không? Dạ không, tại không hai có. Vợ chồng cãi nhau thì chỉ nặng nhất thì chỉ xưng anh em thôi, còn bình thường cãi cũng xưng vợ chồng nữa nên là... À vậy đó hả? Dạ, chửi là... chồng, cái từ chửi chồng này ghê lắm á. Dạ. Đó, ví dụ như la, dạ, càm ràm thì được, nghe câu chửi chồng này nặng lắm à, lớn dạ lắm đó nghe. Dạ đúng rồi. Như vậy chắc có lẽ là chửi dữ lắm cho nên ổng mới bỏ nhà ổng đi á. Dạ không anh, dạ, em không có chửi dữ đâu, em chỉ... Ví dụ là em chỉ chửi... cái đôi mà nặng nhất em, của em làm chửi em chỉ sao? Nói chung là em... Nói dài thôi, em không có chửi. Dạ đúng rồi, nói nhiều. Lèm mềm á phải không? Lèm mềm nó hoài, nó nhây nó nhưa đó phải không? Dạ đúng rồi. Đó, phải còn gì nữa, ông Thành ông hiền như bụt vậy đó hả trời? Má cái mặt như ông bụt vậy. Ừ, còn sao nữa nè? Tiên này, không. Tiên ngủ canh cái lò luyện đan á. Bây giờ á, Thành mong muốn Tiên thay đổi cái gì nhất? Dạ là phải như là bớt nóng tính, kiềm chế cảm xúc mình lại. Cái đó cũng tốt cho mình. Dạ. Cái đó chỉ muốn nhất là cái đó thôi. Muốn nhất là cái đó đúng không? Mong muốn là bớt nóng tính lại. Với vợ còn một cái tính nữa. Còn tính gì? Đó là vợ ghen. Ghen? Ghen hả? Dạ. Ồ, ghen dữ không? Mỗi lần ghen làm gì? Dạ không, chỉ đòi chia tay thôi. Đòi chia tay thôi hả? Dạ. Còn nhiều không? Một tháng vậy đòi chia tay mấy lần? Dạ không, hồi lúc trước khi hồi lúc đang quen với lúc mới cưới thì nhiều, còn bây giờ thì tại con cũng hiểu tính vợ rồi nên là không có làm không có làm để vợ nổi điên lên nữa, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ghen chuyện gì em phải có như thế nào thì mới dạ ghen không, chứ chỉ giống như là lướt Facebook hoặc Zalo thấy hình gái bấm vô like á, like dạo đó đúng không? Dạ. Thấy lai dạo cái là ghen. Không, tôi vậy tôi cũng ghen nữa. Hiểu không? Thiệt luôn á, khó chịu. Đâu biết người ta là ai đâu mà đặt lai. Là dạo. Không, người quen like. Người quen của vợ luôn. Không, người quen của chồng nha. Người quen của chồng mà vợ không biết người đó là ai đúng không? Dạ, đúng có rồi. Có biết không? Dạ, có mấy người thì biết, có mấy người thì không biết. Mà ghen với mấy người biết hay ghen với mấy người không biết?
Dạ hồi đó giả bộ ghen thôi mà anh tưởng thiệt á. À chứ thực là chứ không, không có ghen đúng không? Tại bà kèo trên mà bà tiên mà. Bà kèo trên là bà dễ gì bà ghen. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ hết ghen không Thành? Dạ cái đó bình thường nên là chỉ muốn vợ là ghen cho nó thêm gia vị đúng không? Dạ bớt nóng tính. Rồi bây giờ Tiên thì muốn anh thay đổi điều gì? Dạ em muốn chồng em thay đổi là ngủ đừng có gáy nữa. Cái đó khó lắm. Cái đó bệnh lý rồi chứ không phải tật xấu rồi. Cái đó thuộc là khó bệnh lý mày. Rồi cái đó là phải đi bác sĩ nha. Đó là phải đi bác sĩ nếu mà muốn chồng bớt ngáy. Em phải đi khám tai mũi họng để xem coi mình có bị mắc kẹt cái gì ở cái trong cuống họng mình hay không. Có nhiều người cái vách ngăn nó bị không có thẳng, nó dẹo là ngáy, ngáy dữ lắm. À, thằng em của anh đó là mới đi khám á, tại tự nhiên ngáy ghê quá đi khám thì mới có là polyp ở vách ngăn á chị, polyp ở trên mũi. Thành ra mổ lấy nguyên cục ra luôn. Đó thì đi khám đi em. Cái vách ngăn á. Còn anh như anh là tại vì có da có thịt cho nên anh ngáy là chuyện bình thường. Đó. Rồi như vậy là hai vợ chồng là cái mong muốn thay đổi cũng rất là đơn giản. Không, còn việc... nữa, em muốn mong muốn thay đổi gì nữa? Em muốn chồng em là khi mà giận nó thì có thể làm gì khác ngoài chuyện bỏ đi. Tại vì chồng em mà bỏ đi á, không có cầm gì trong người á, em cũng cảm thấy lo lắng lắm. Mà em cũng đi kiếm, rồi đi kiếm cũng 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi sáng hôm sau em đi làm em rất là mệt. Dạ. Hiểu không? Cái đó chính xác đó. Cái đó, tại vì biết sao mình còn vợ thương mình mà. Gây lộn thì ai không gây lộn, vợ chồng nào cũng gây lộn hết trơn á, bạn bè gây lộn, anh em gây lộn, mẹ con, cha con cũng gây lộn nữa. Thì vợ chồng sao tránh khỏi. Nhưng mà biết là vợ thương mình á thì mình phải hiểu là vợ rất quan tâm tới mình. Thành đã có gây có gì á thì nhớ đi ra cầm cái điện thoại đặng cho nó biết là mình đang làm gì, đang ở đâu. Vậy thôi, nghe. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Nhưng mà anh hỏi nè, mỗi một lần gây lộn như vậy á là có giải quyết hết vấn đề hay không? Dạ giải quyết hết vấn đề anh. À dạ thôi vậy được rồi. Thôi bây giờ trước khi bây kết giờ, thúc thì không, đó bây giờ để anh Minh Trúc phải không? Anh Minh Trúc là trước khi đó chị dặn nè. Dạ bây giờ hai đứa mới cưới nhau đúng không? Dạ coi như được mấy 3 tuần nữa là được 1.5 đúng không? Đó được 1.5. Sau đây ví dụ mà anh Minh á Trúc mà hai đứa có bầu ha, đó bé có bầu thì là tuyệt đối bỏ cái vụ mà đi ra ngoài. Đúng. Nghe nhớ nghe, nhớ nghe. Rồi, cái thứ hai nữa là nếu có bầu rồi á là vợ sẽ nóng tính hơn nữa. Vợ nó sẽ nóng tính hơn, nó sẽ trái tính trái nết hơn rất là nhiều. Thì mình cứ gồng đi, mình gồng trong cái thời gian vợ có bầu đi. Đó, tuy nhiên nha vợ, lúc mình đang có bầu, mình cũng tự mình phải biết hạn chế nóng nảy. Dạ. Yeah. Hiểu không? Nếu như mà nó không phải là do cái kích thích tố nữ á, mà nó làm cho mình bị bộc phát lên như vậy thì mình phải tự biết là mình kềm hãm cái nóng tính của mình lại. Vì nó rất ảnh hưởng cho cái bào thai. Nhớ nha, đó dặn dò trước vậy đó. Đó rồi để ráng mà giữ sức khỏe để mà cho em bé khỏe tốt. Rồi mẹ tròn con vuông đúng không? Với anh cũng xin tiếp lời nữa là cái việc mà nóng nảy mà bỏ đi ra ngoài như vậy nó vô cùng nguy hiểm. Nó không phải nguy hiểm cho cái người bỏ đi mà người ở lại cũng nguy hiểm. Thí dụ trong nhà nó có một cái chuyện gì xảy ra thì làm sao kêu được, đúng chưa? Rồi chúng ta có thể nghe bản thân anh là trước ông hay bỏ nhà đi mà sau này thỏa thuận với nhau không cần phải đi đâu chứ, chỉ cần nói với nhau chúng ta cần im lặng thế thôi, đừng ai nói tới ai cả. Đó là một cái giải pháp tốt đúng không? Đừng đi em à, nghe. Rồi thôi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và anh chúc cho hai vợ chồng thành tiên nghe. Rồi năm nay ha, cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ em cảm ơn. 1.5 rồi con ơi, xuống đi con ơi, xuống đi con ơi. Nha. Xuống đi, được rồi, đừng nói tránh nữa nha. Chúc cho hai vợ chồng qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với hai gia đình nội ngoại và đặc biệt đến với gia đình của hai em. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn hai đứa. Dạ. Em có một ý là vợ hay buồn là tại lúc quen nhau á không có cầu hôn vợ nên bây giờ em xin hát một bài để tặng cho vợ. Rồi hay quá, đứng lên hát tặng vợ luôn. Trời ơi về đây nhở, vợ cũng hơi ngạc nhiên đó, cô Tiên cũng ngạc nhiên đó, nhưng mà Thành gác đi. Đừng quá lo lắng cho anh, khi mắt của anh còn thấy, đừng sợ thiên hạ bắt nạt,
Hy vọng còn anh ở đây, sống hôm nay thì biết hôm nay, chuyện ngày mai cứ để mai tính. Chừng nào anh vẫn còn sống cứ để vất vả lo toan gánh một mình. Chuyện cơ cực anh cũng không ngại, đơn giản vì anh yêu em. Anh không muốn vì anh em phải lao vào dòng đời bon chen, nhưng cuộc đời vẫn là cuộc đời. Kiếp người có trải ý trời, anh chỉ lo một ngày nào đó điều anh sợ không ngờ mà tới. Sợ một ngày tiền bạc tiêu tan không xây nổi cho em nhà lầu, tương lai sự nghiệp tiêu tan không lo đủ cho em ngày sau. Sợ một ngày lâm cảnh cơ hàng, ngày qua ngày sống trong lo âu, lo không biết khi nào em nói anh ơi em ngại vượt qua cùng nhau. Tất cả chỉ là nếu như, anh không mong điều đó xảy ra. Cho dù chẳng có xảy ra, anh chỉ muốn nói một điều là những điều tốt đẹp nhất em hãy là người giữ lại. Tất cả những gì tệ hại anh sẽ là người gánh trên hai vai, đừng lo. Hay quá. Hay quá, ôm chồng cái đi nào. Ôi ôi là... chưa có nhận nữa. Kia. Ôi, bảo đảm vỡ òa luôn nè. Hồi nãy là lời của Ráp, còn bây giờ là lời của mình, nghe Thành. Đâu rap đó là Thành tự viết đó đúng không? Dạ không. Không, cũng theo một rap. À, một cái bài rap. Rồi. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến nha một giây phút hạnh phúc của vợ chồng Thành Tiên. Đó. Trời ơi, cưng quá. Dễ rồi. Chúng ta đã nhìn thấy được giọt nước mắt quá xúc động của Tiên. Tháng sau có bầu luôn. Đấy, rồi, tháng sau có bầu dính luôn. Đầu năm sau đẻ luôn. Nghe Thành. Nha. Rồi, em có muốn nói gì không? Hả Tiên? Có muốn nói gì không Tiên? Dạ, em xúc động không nói gì hết. Em xúc động không nói gì nổi luôn đúng không? Dạ. Mà thấy yêu chồng không? Dạ có. Yêu quá trời yêu đúng không? Dạ. Thôi, anh nghĩ là giọt nước mắt này là một giọt nước mắt rất là hạnh giá phúc. Trị. Giọt nước mắt hạnh phúc trong chương trình Vợ Chồng Son. Và xin xin chúc cho hai em cứ như thế này, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời và sống trong một cái niềm vui an lạc và hạnh phúc nha. Rồi.